Trang Nhung đây các bạn, đây là Trang Nhung. Trang Nhung gì? Đi mẹ chồng. Có hai con ngựa nhỏ à, đi tới một con ngựa này 40 mấy cân. Con ngựa bị gãy luôn hả con? Gãy không muốn đi luôn đấy. Con ngựa thêm phích. Mày quay đây. Cái gì vậy? Tôi đây là xong về nhá, cảm ơn. Tôi đi thiết kế đang làm đồ ăn. Gì? Gì thế đó? 1 2 3. Rồi. Xong cho em 1 2 3 lớn lên. Rồi. Đây đây đây. Đi chụp chưa? Trang một trang. Ông xin như vậy anh tắm cũng tắm. Rồi, đặt 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 đặt
Nhà chị lên chụp đi. Nhà riêng nhà chị á. Đẹp quá. Để làm ra cái bánh rồi. Yuki, Yuki đâu? Máy đâu? Máy đâu? Máy này. Yuki. Máy. Đâu quay đâu? Người lên. Bây giờ chị đó. Chậm. Vợ chồng thiệt ngoài đời, chồng với hai vợ chồng trong phim, hai vợ chồng ngoài đời là sản xuất, là đạo diễn, là diễn viên, hai vợ chồng trong phim chỉ là bạn của nhau thôi. Đó, ông chồng thiệt bài chồng. Đâu có ai kêu anh giải thích đâu. Tôi lợi dụng ông chồng thiệt đi tôi không. Chồng ghen quá. Đứng cũng mà chống tay tới lui tới lui tới ngoài. Thank you.
chụp hình luôn. Chụp hình anh luôn. Tất cả mọi người sẽ cùng nhau phụ
đạo diễn để mình có thể PR lan tỏa bộ phim này đến với khán giả. Khi mà phim bắt đầu công chiếu hình như vào tháng 12 thì phải. Thì dịp Noel thì chúng ta sẽ có một bộ phim đó là Quý Cô Thừa Kế 2. Và Huy Khánh cũng hy vọng rằng một ngày không xa chúng ta sẽ lại tiếp tục ăn mừng giống như vậy cho cái bộ phim của mình. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Mời diễn viên nữ lên ạ. Dạ, nãy giờ có một cặp vợ chồng mới tiến hành lên chụp hình hết trơn. Một là vợ, hai là chồng, đại diện nè. Lâm Vĩ Dạ đi. Lâm chơi nè. Lâm Vĩ Dạ giờ này hơi ốm, các bạn ốm đi 7kg. Mới đi chương trình về không có ăn được, ốm lắm. Dạ là một cô gái dễ thương, hiền lành, tốt bụng, không có thích hề ước. Đây, em hãy phát biểu gì đi chứ mọi người trong giờ được nghe tiếng nói của em lắm. Alo, alo, hê hê hê, lên lên lên. Dạ ok, mất ok. Dạ, ủa anh Khánh, tự nhiên anh mời em lên rồi cái anh bỏ rồi em vậy anh Khánh? Anh sao á? Dạ vâng, dạ. Dạ đó là tiên sư chân là bây giờ mình cần chào trân trọng nhất ạ. Dạ vâng, thì bộ phim Quý Cô Thừa Kế 2. Tự nhiên anh giới thiệu em nhẹ nhàng, dịu dàng chứ giờ không dám khác khỏi hình ảnh đó luôn anh Khánh. Dạ đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên dài hơi của Lâm Vĩ Dạ. Trước giờ thì em toàn là đi cameo ba phân đoạn là nhiều nhất. Lần đầu tiên em được đi nhiều phân đoạn như vậy. Đó, lần đầu tiên mà cách xê là em trả theo vai chứ không trả theo phân đoạn được. Thì em xin cảm ơn nhà sản xuất, cảm ơn công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện Trang Thanh. Dạ vâng. Dạ, à dạ vâng. Em xin cảm ơn công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện Trang Xanh. Dạ, Trang Xanh là Blue Moon phải không? Dạ. Rất là nhiều, cảm ơn anh Duy, cảm ơn vợ của đạo diễn đã thức tưởng giao vai cho vợ chồng em. Dạ, và hy vọng là sau khi mà phim công chiếu thì sẽ gặp thấy rất nhiều sự yêu thương của vị khán giả cũng như là doanh thu ạ. Dạ vâng. Thì không còn biết nói gì hơn. Xin chúc tất cả mọi người có thiệt là nhiều sức khỏe là và phim của mình sẽ thành công và thành công đại thắng ạ. Dạ vâng. Dạ thì em đã nói rồi thì em cũng xin mời chồng em lên nói ạ. Đi đâu cũng phải có vợ có chồng chứ. Lỡ lần nào để vợ mình nói một mình ở dưới nồi uống bia. Dạ đấy cũng nhanh gọn lẹ. Khi mà tham gia bộ phim này thì dạ anh ơi, công ty Trang Xanh mình chỉ có một cái micro thôi hả anh? Dạ không phải như vậy chứ. Thử đi nha. Dạ alo alo alo, hey, ok. Dạ thưa tất cả mọi người đã có mặt trong buổi họp ngày hôm nay, khi tham gia bộ phim này lượt quay của Hướng Minh Đạt là 10 ngày và Hướng Minh Đạt xác định 10 ngày quay đó là không có một giọt bia trong người. Quay xong là về, quay xong là về, sáng ai quay liên tục tùy 10 ngày. Em lấy chồng em hơn 10 năm chưa giờ thấy chồng em nghiêm túc như vậy. Rất nghiêm túc, rất chỉnh chu. Và ngày hôm nay là giống như là chúc mừng cho mọi người đã về tới đích. Mục đích đến là hoàn thành xong cái quá trình quay bộ phim Quý Cô Thừa Kế. Ngày hôm nay là ngày ốp mái thì tất cả anh em có thể cho mình được uống bia thoải mái được chứ nào. Ok. Ồ, hai cặp ly à? Có một ly đi. Em phải xóa cái chứ tôi về đích rồi. Dạ em chia sẻ luôn là em chia sẻ luôn là chưa bao giờ em đi cái phim nào mà sơ hở là đẹp ra chụp poster như vậy. Dạ chị vợ đó đạo diễn cứ sơ hở là chị đẹp ra chụp poster. Dạ, rồi sơ hở là cho không hảo, đúng. Của hảo, của hảo. Dạ. Em hỏi ly đâu à? Hỏi ơi. Nào, chúng ta cùng nâng ly để chúc mừng hoàn thành trong quá trình quay xong phim Quý Cô Thừa Kế, chuẩn bị. Nào, bây giờ
thừa kế hai mình vô nha. Đêm chơi thì em nhận được một cái lời mời đi casting bộ phim Quý Cô Từ Kế 2. Và trong lúc ở nhà chuẩn bị để đi casting thì cái lúc mà lên casting á thì lúc đó mình cảm thấy là mình làm không có tốt lắm. Nhưng may sao mình đã được đậu vai và mình đã đồng hành được bộ phim cũng khá là dài. Và cảm ơn đoàn phim, cảm ơn ekip, cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại ngày hôm nay. Và không biết nói gì hơn, xin chúc mừng và xin chúc cho bộ phim chúng ta sẽ thành công. 1, 2, 3 đóng máy xong, nhưng mà em leo lên xe Grab để em về tới nhà thì
năng lượng lắm. Dạ. Đúng. Em xin hứa. Phương Quy thì đi ăn tiệc đến muộn, ok. Nhưng mà đi quay thì không bao giờ đến muộn. Đó là một cái sự bình đẳng. Và Phương Quy có thể chia sẻ về cái cảm xúc của mình khi mà nhận vai người vô tình của mình được không? Cái cảm xúc của em khi mà nhận cái vai người vô tình kế này là rất là vinh dự. Tại vì em là một fan của quý cô từ cái một. Và em coi bộ phim đó 3-4 lần luôn. Và cứ mỗi năm kiểu như chán hay sau đó em đều mở cái phim lên coi, không biết là một động lực nào mới như vậy em cứ mở lên coi. Và cái cô thứ hai lại là em, cái lần mà em nhận cái vai cái cô thứ hai thì không có tin cái cô là một nhà sản xuất, em không tin. Cho đến khi mà em hỏi đứng trước anh Duy thì đúng là vậy, thì thực sự là em rất vui, vinh dự, hạnh phúc, nói chung là vỡ hòa luôn. Cho nên là em đã dùng hết tất cả gọi là sức mình để hoàn thành tốt cái vai diễn này trong cái khả năng phạm vi một tháng vừa qua. Còn bản thân em trong cái vai đó thì em chưa hài lòng lắm, nhưng mà vẫn 80% khả năng của mình. Tại vì không có cơ hội, tại vì em không có nhiều cơ hội để thực hiện lại cái cảnh đó một cách xuất sắc nhất, nên chỉ có thể thực hiện nó một cách anh Duy cũng thấy nó tốt nhất thôi, ở cái mức anh Duy có thể thấy thôi. Em cảm ơn. Bây giờ em hát bài gì nhỉ? Và bây giờ để tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì Quy Quy sẽ gửi đến không có bài hát nào đây cả. Chị nghĩ là ba tụi em á, là thế hệ trẻ, là đại diện cho những bạn trẻ, tụi em ba người nên thống nhất với nhau hát một bài tập đoàn phim nha. Vui cũng được. À, có thể là có thích hát hay là kia bố minh hoàng đúng không? Em biết hát này. Sau đây sẽ là màn nhảy sexy của những người thua đổ hôm qua, bao gồm diễn viên Quy Quy, diễn viên người mẫu Nguyễn Trang Nhung. Mọi người cho một tràng vỗ tay nữa mà. Hai ngàn đứng tiếng này. Ai thua đổ, ai thua đổ. Ủa mày không? Ai thua đổ? Rồi. Này mọi người ơi, trước mặt mình đây là phân cảnh cuối của bộ phim Quý Cô Thừa Kế 2. Tất cả mọi người cười tươi lên nhá. 3, 2, 1, chúc Quý ơi. À, xin nghe câu cuối của Quý ơi. Tao đổ xin nghe câu cuối của bài về. Hai câu cuối của bài về. Từ từ đã, bây giờ cười nó khó mà đọc về ai đọc được. Bây giờ mà đọc về khó luôn đấy. Bây giờ tất cả mọi người cười trước này. Mình là Luân Tý, sản xuất của Quý Cô Thừa Kế 2. Mọi người 3, 2, 1. Rồi bây giờ mọi người cười lần nữa đi. Chưa chắc chụp được không? Lại nhá Huy nhá, rồi. Em ơi Huy ơi, ok bảo anh như này nhá. Ok bảo anh như này nhá, ok chưa? Ok chưa? Chưa. Rồi bây giờ thì Huy đến này. Huy đến đi.